Xin chào bạn, đây là cây hoa giấy bình thường. Tôi đã ghép cẩm thạch nhánh bên đây rồi. Nhánh này tôi đã ghép hoa giấy cẩm thạch. Cái nhánh đây tôi ghép tiếp theo. Tiếp theo nhiều màu vô. Bây giờ còn nhánh bên đây. Nhánh này chưa ghép, bây giờ tôi tiến hành ghép mấy bông giấy cẩm thạch cho tiếp. Này trồng cũng được khoảng chắc khoảng năm rồi bạn, không nhớ nữa, lâu rồi, khoảng năm rồi đó. Nó mọc mấy cây dại vô nè. Đây cũng có ghép mật bạch mũ, trồng bạch mũ, ghép trồng bạch mũ. Còn bây giờ tôi ghép bằng cái bông băng ghép nha. Rồi bây giờ tôi tiến hành lựa cái nhánh hoa giấy cẩm thạch sẽ ghép vô nhánh bên đây. Đây là mấy cây hoa giấy cẩm thạch rồi, để lấy giống nha. Bây giờ tôi tiến hành cắt mấy cái nhánh để lấy hơm và tiến hành ghép qua cây hồi nãy. Cái bông giấy là màu đỏ nè, cái này là lá màu đỏ nha các bạn, màu đỏ. Cái này lá vàng, bông vàng nè, bông tím nè, bông tím. Rồi tôi sẽ ghép ba loại đó vô cái cây bên kia nha. Cái này là tôi đã ghép coi như tương đối rồi nha. Ghép uống rồi luôn rồi. Giờ tôi sẽ lấy hơi giống từ cây này tôi ghép bên kia. Bạn theo dõi nha bạn. Ở cái này tôi đã chọn được một số hơm giống rồi nha, số nhánh rồi. Giờ tôi sẽ tiến hành ghép vô đây, ghép thêm vô. Đây, mấy cái này ghép rồi, ghép thêm vô nha bạn. Tôi sẽ gạch cái một miếng vỏ rồi tôi sẽ cắt cái cây giống này. Sẽ dùng băng keo băng lại.
tôi sẽ bằng kính cái nhánh ghép để mưa nó không có vô làm cho cây nó hư. Và đồng thời ghép bên này một nhánh nữa đi. Chứ không mang cái bàn tay rồi banh bịt mũ ra, banh miếng ni lông này ra bao hết cái cây. Tôi sẽ ghép vô cái nhánh này, nếu mà đây nhánh này non á, tôi sẽ cắt cái nhánh này bỏ.
xong thì tôi sẽ cắt bỏ, tỉa bớt bỏ cái này luôn. Giờ tôi đã ghép xong rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh tôi nha các bạn.